Bảo Khánh xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người bộ ấm chén họa tiết hoa sen làm bằng men ngọc cao cấp mọi người nhé. Như mọi người có thể thấy, men ngọc cao cấp của nhà em rất là sáng và đẹp. Và đặc biệt hơn là khi mà mọi người sử dụng cái bộ ấm chén men ngọc cao cấp này thì bộ ấm chén của mình sẽ không bao giờ lo bị hoen ố hay là bị dính màu vàng do nước chè gây ra mọi người nhé. Sản phẩm này của nhà em thì rất đẹp và sang trọng. Mọi người có thể thấy họa tiết vẽ vàng bằng hoa sen rất là tinh tế và đẹp. Sản phẩm này của nhà em thì số lượng có hạn. Nếu mà mọi người quan tâm, xin vui lòng để lại số điện thoại hoặc inbox trực tiếp cho em nhé. Em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.